Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cũng tại huyện Vị Xuyên, thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực của chính quyền địa phương và các thầy cô giáo, song công tác giáo dục của xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên hiện đang gặp phải rất nhiều những khó khăn, nhất là tại các điểm trường. Điểm trường tiểu học Phương Tiến đặt tại thôn Nà Màu, cách trường chính 6 km. Tại đây hiện đang duy trì 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5 với 93 học sinh. Mặc dù đã được quan tâm sửa chữa, song phòng lớp học đến nay cơ bản chỉ đủ cho công tác dạy và học. Các trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện nay thiếu rất nhiều. Một tuần điểm trường có 3 buổi học cả ngày, do đó học sinh phải nắm cơm mang theo. Còn nhà trường đứng ra huy động xã hội hóa các tổ chức hỗ trợ tiền ăn trưa cho các con với định mức 6.000 một cháu một bữa. Tranh thủ giờ giải lao, các thầy cô lại tự tay vào bếp nấu ăn cho học sinh, đồng thời quản học sinh trong giờ trưa. Tất cả các công việc này được làm bởi tình yêu nghề và mong muốn học sinh được đến trường đầy đủ. Các cô đã vừa giảng dạy và vừa làm cái công tác bán trú, nấu cơm, rồi trông các con buổi trưa để các con được ăn ở tại trường, ổn định để học tập tốt hơn. Buổi chiều con phải mang cơm đến trường, các cô, các thầy phải nấu cơm, nấu rau. Vậy thì nhờ đó thì các con có đi học đều không? Học có tốt hơn đâu ạ? Có đi học đều tốt hơn. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Phương Tiến có tổng số 15 lớp với 339 học sinh, trong đó tại trường chính có tổng số 10 lớp. Về cơ sở vật chất, hiện tại trường chính có 10 phòng lớp học, số phòng học kiên cố là 7 phòng. Hiện nhà trường có 69 học sinh ở bán trú. Do cơ sở vật chất còn thiếu phòng lớp học và phần lớn các phụ huynh đều không có điều kiện cho con ở bán trú, nên nhà trường buộc phải duy trì điểm trường. Thế thì trường chúng tôi là đang thiếu phòng học. Hiện tại là chỉ đáp ứng đủ 10 phòng học tại trường chính thôi. Nếu cho các em ở điểm trường về học thì nhà trường phải được đầu tư cơ sở vật chất, thêm các phòng học rồi các phòng chức năng. Mặc dù biết rõ là việc đưa học sinh về học tại điểm trường sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, song do cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương cũng như khó khăn từ phía gia đình, nên chưa thể thực hiện việc đưa học sinh về trường chính. Điều kiện cho các cháu để có cái môi trường học tập thật tốt thì cũng không được đảm bảo. Do vậy là cũng đề nghị các cấp, các ngành, cấp trên quan tâm tạo điều kiện đầu tư đối với cái trường chính về cái lớp học. Cái điểm trường thì cũng có tốt cho về vấn đề đi lại cho phụ huynh về vấn đề để đường xã, nhưng mà về vấn đề cái cơ sở vật chất thì vẫn còn chưa được đảm bảo. Đấy là cái việc cơ sở vật chất chưa được đảm bảo về cho con em học. Cùng với những vấn đề nêu trên, hiện nay nhà trường còn thiếu giáo viên để dạy 2 buổi một ngày, thiếu thiết bị dạy học của lớp 2 và lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước cấp còn hạn hẹp, nên việc đầu tư mua sách tham khảo, đồ dùng thiết bị dạy học còn hạn chế.